Nhìn bạn này tôi mới nói là cái vấn đề lái xe bây giờ nó rất là dễ sợ. Đôi khi mình lái đúng đúng luật đó. Khổ ơi là khổ. Nhưng mọi người ra đường làm ơn, không thương bản thân mình cũng thương những cái người kế bên mình giùm. Hồi hôm qua tôi đang chạy xe ra ngoài đường, tôi thấy một cái ông lái xe vậy nè, đây con lươn nè nha. Pung. Pung. Trời ơi, tôi thấy ông liếm con lươn hai lần. Chạy xe gì anh? Xe máy. Xe máy có nghĩa là gì? Xỉn. 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 Mà tôi nhìn tôi thấy trời ơi, ông, tôi tưởng ông té hai lần, mà tôi nói ông té một cái bụp xuống là ông chết liền, tại ông chạy rất nhanh. Rồi cái tôi vừa chạy qua đằng sau tôi một cái xe hàng cực nhanh, nó vượt qua mặt tôi né, tôi cho nó đi. Tôi sợ lắm, tại vì có nhiều người ta gấp ta đi cái gì đó, tôi cho đi đi luôn, tôi sợ lắm, tôi không có dành đường đâu. Vừa qua cái ông nội là xe hàng tới cái ông vậy nè. Trời, tôi cứ theo ông nó một đoạn đường để tôi coi coi là ông có bị cái gì hay không. Cứ xe hàng qua cái ông liếm hoàng cái sao, tôi nói cho chết rồi. Tôi như là mình liều, tại vì tôi cũng sợ chứ không biết người ta cái người xỉn người ta có làm cái gì hay không. Ép cái xe tôi vô, tôi kêu vô đây. Rồi tôi nói anh tắt cái máy đi, gọi người nhà tới đón anh về. Từ nãy giờ anh chạy anh xém đụng, anh xém chết 4 lần rồi, nãy giờ tôi ngồi tôi đếm rồi. Anh có biết không, mà thí dụ anh một mình anh không sao, anh quẹt người ta kế bên nữa là người ta mang tội gì anh. Ông à, nhận anh à. Chứ kinh thần à. Tôi nói nè, tôi không có vui lắm với anh đâu nha. Anh điện người nhà anh tới đi. Không sao, qua cái cầu kinh tế là tới nhà rồi. Tôi nói ừ, nó còn đoạn nữa thôi, tôi không biết tới được hay không đó. Anh không tới mà anh đưa người ta thêm một đoạn nữa, tội nghiệp người ta nghe tôi nói. Anh đưa anh mà nói hoài không chịu gọi. Không chịu gọi là không chịu gọi. Sao? Tôi nói ok, giờ anh chạy đây là tôi đã nhắc anh rồi nha. Còn cái đoạn từ đây tới nhà là cái chuyện của anh, thì tôi đã làm cái nhiệm vụ của tôi rồi. Còn anh không nghe, tại vì bây giờ họ xỉn anh không biết làm gì cả. Nếu cái anh hào đó mà có coi lại được cái tập này mà anh nhận ra tôi, thì anh làm ơn anh nhớ đây là cái sai rất lớn trong cuộc đời của anh. Và anh làm ơn làm phước, anh nghĩ đến cho vợ con anh, người nhà anh và những cái người mà anh xém quẹt cái ngày hôm đó, mà đừng bao giờ nhậu mà khi lái xe nữa. Quá sợ hãi. Kinh khủng khiếp. Đón xem tập 7 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 30 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7.